Xin chào cả nhà. Ngọc Uyển số Hải Phòng bên em nay lên sóng cho các bác một em nồi áp suất mang thương hiệu Đức các bác nhé. Hàng Fiddler này. Đấy. Vitavit này. Dung tích là 4,5 lít các bác nhé. Vùng thì inox nhưng mà lồi thì là lồi nhôm. Nên là phù hợp cho việc các bác đun ga các bác nhé. Đây. Con hàng Made in Germany này các bác này. Đấy, con này dung tích là 4,5 lít. Tay chân thì rất là sạch đẹp luôn. Đẩy cái tay này phát là ok luôn các bác nhá. Đây giòn cao su nhá. Các bác mà giòn này là giòn chuẩn hàng Fiddler của Đức này. Giòn Fiddler của Đức. Đây giòn bên xoong bên trong đây các bác nhá, lồi nhôm nhá. Đấy xoong nó rất là đẹp luôn. Đây. Rồi nó còn nguyên cả những cái tem giấy của bên Nhật này, dán này. Hàng Made in Germany này, dung tích 4,5 lít này. Đấy, các bác nhìn nhé. Đấy, dùng rất ít nhé, nếu mà dùng nhiều thì cái này nó đã bật hết ra, gần như là chưa dùng luôn. Đấy, tay chân thì sạch đẹp luôn các bác nhé. Hàng bên em đã test ngon lành rồi các bác nhé, không xì nước, không xì này, không giỏ nước này. Đấy, bao kín hơi này. Cái dòng nồi này các bác chỉ cần ninh từ 8 đến 10 phút cho em là các bác tắt bếp, tật toàn bộ chín bằng hơi. Van áp rất to luôn, dòng Đức van của nó đặc thù nó là như thế này các bác nhé. Nhìn thấy tất cả những cái nồi Đức van nó như thế này. Đấy, hầu như con nào cũng thế. Thế còn con này thì sử dụng thì đơn giản thôi, nó cũng như giống như những cái nồi khác là nó có hình mũi tên ở đây, đối chiếu với hình mũi tên này. Các bác đặt thẳng cho em và các bác kéo phát thế là tay nó chuẩn vào luôn các bác nhé. Đấy. Cái con này nó khác với này, những cái dòng nồi áp suất mà có van như thế này. Đấy, cái van như thế này các bác muốn muốn đẩy hơi đi, xả hơi đi thì các bác phải kéo cái van lên. Như như con này nhé, các bác kéo cái tay lên cho em là các bác xả hơi nhé. Đấy, hơi nó từ đây nó ra này. Đấy. Khi mà trong nồi nó còn hơi là nó từ đây nó xì ra các bác nhé. Các bác cứ kéo này, đấy là hơi nó xả ra. Và cái tay này vừa có tác dụng là để mở vung này và vừa có tác dụng để đẩy hơi ra các bác nhé. Cái này dung tích 4,5 lít, dùng cho nồi đun ga. Đấy. Hàng Đức, hàng Fiddler Vitavit. Con này em bán cho các bác với giá là 850.000 đã bao gồm phí ship các bác nhé. Phí ship rơi vào mất 50.000 rồi và giá trị thực tế của nó chỉ có 800.000 thôi. Đấy. Bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664. Ở bên em hàng cọc lên đơn các bác nhé, cọc cho em 100.000 còn đâu thu cốt. Thu cốt nghĩa là các bác nhận hàng, các bác thanh toán, kiểm tra hàng và thanh toán nốt cho bên shipper cho em là ok các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.